Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, các cơ quan đơn vị, người hưởng lương phụ cấp được áp dụng mức lương cơ sở, cũng như cán bộ công chức sẽ được chi trả tiền lương phụ cấp ngay từ mùng. Nội dung này đã được Chính phủ giao cụ thể cho các bộ tại nghị định. Đối với các nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu trợ cấp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đồng thời trình Chính phủ quyết định việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng tăng 15% theo nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 7. Khinh khí cầu chở 9 người phải hạ cánh xuống bãi đất trống gần tỉnh lộ 412 Ba Vì, Hà Nội do gặp lỗi kỹ thuật. Sự cố không gây thương vong, mọi người đều an toàn. Được biết, khinh khí cầu xuất phát từ sân Tây, chở theo 9 người bay lên để tham quan, quảng bá du lịch. Khi tới địa phận xã Tây Đằng, Ba Vì, khinh khí cầu gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp. Nhà chức trách cho hay phương tiện này đã được cấp phép bay. Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, theo dõi đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã bắt quả tang Tạ Công Quảng, sinh năm 1998, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Mặc dù đối tượng rất gian manh khi thường xuyên thuê các ngôi nhà khác nhau để thay đổi nơi cất giấu ma túy, nhưng vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, Tạ Công Quảng đã bị Công an phường Quảng An và đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ bắt giữ khi đang vận chuyển gần 18 kg ma túy tổng hợp các loại để mang đi bán trái phép kiếm lời.